chơi với các bạn khỉ nha các bạn. Với cái môi trường tự nhiên, thoáng mát, không khí trong lành như thế này, đừng có nói riêng cái bé Messi mà kể cả những người lớn như chúng ta đều rất là thích cái môi trường như thế này. Không sao con khỉ bự nó ăn vậy chứ mà anh quan sát mình nha các bạn, thấy mình có thức ăn là bắt đầu nó sắp sắp tới đây. Thế là anh ngồi lên xin bé chào cứ đưa nó thôi. Thế ok rồi, thằng khác có quyền lực hơn là nó giành cái chỗ này. Cái loài khỉ, cái loài động vật sống trong tự nhiên thì nó có cái quy luật như vậy các bạn. Con nào mà có quyền lực, có sức mạnh thì sẽ được ở vị trí ưu tiên, vị trí vô cùng thuận lợi. Bé gì? Bé này tên gì anh? Bảo. Lại gần nè con, lại gần đây nè con. Rồi. Con tên gì? Con tên gì con? Con tên Messi. Messi. Wow. Ok luôn, Messi. Cho Messi lên cái dòng tiêu đề luôn nha. Messi thăm đảo khỉ. Rồi đúng rồi, Messi thăm đảo khỉ. Núi khỉ Viba. Bây giờ mình quay, lát chiều mình đăng, là chiều mình coi là có bắt đầu có rồi. Giờ chiều kìa đó, chú nó nằm ngủ luôn kìa, chú nó coi kỹ mà ngủ luôn kìa đó. Chú đâu nhiêu người subscribe rồi, mới có mấy chục đây đó, cái tao mình rồi thấy rồi. Khách quen, khách mối ở đây luôn. Ngày nào tới giờ trưa này là hai ảnh đi thể dục. Có ông nhiếp ảnh gia, ông ngồi, ông nằm dưới đường, ông quay, ông chụp luôn. Rồi tới con có chân xe. Ông nhiếp ảnh gia, ông chụp mấy con khỉ. Ông chụp, ông nằm dài dưới đường, ông chụp luôn. Làm cái nghề nhiếp ảnh cũng khổ lắm chứ bộ, đâu sung sướng gì đâu. Con mía chúng nó gần kìa. Đúng rồi, nó đau, nó phải chụp bằng cơ nó đẹp lắm á. Đúng rồi, cái máy đó nét, nó lại lấy nét lắm. Đây, bạn này thấy trong cái túi còn đậu mà bạn tới không lấy. Lục lục trong cái bịch cả còn hết. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi là đi thôi, không có thức ăn thì bỏ đi thôi. Và đây là đại sư huynh nha các bạn. Bạn này không phải là đầu đàn nhưng mà là đại sư huynh đó. Cũng có thế lực lắm nha các bạn. Ở trên con còn nữa nè. Anh này á, là anh tên là Khờ, ở đây gọi là anh là thằng Khờ. Nhìn mặt anh khờ nhưng mà không có khờ đâu nha. Ở đây có ông Tây nè, ông cũng lên núi khỉ chơi. Tất cả mọi người đều thấy thích với cái môi trường tự nhiên như thế này nha các bạn. Lấy máy ra chụp hình. Khỉ ở đây nó không có giật máy điện thoại đâu nha các bạn. Các bạn lên đây chơi là cứ vô tư lấy máy ra mà quay mà chụp thoải mái. Chỉ ngại cái là thức ăn thôi. Nó mà nó thấy mình có thức ăn thì nó nhảy lên nó lấy của mình, hoặc là nó quay quanh mình nó xin ăn thôi. Còn điện thoại hay cái gì đó là nó không có giật ở trên người mình đâu. Tới gần nó là nó hù mình á. Mà nó hù mình lui ra sửa được là ok rồi. Nó hù mà mình không lui ra là nó cắn. Có nghĩa là nó cắn mà nó phải báo trước phải không? Nó hù trước một cái. Mình sợ mình lui ra đi là ok. Trở lại vấn đề với anh Khờ. Anh này là siêu lười biếng luôn, ít vận động, chỉ ngồi chỗ ăn vậy đó. Coi ai mà có thức ăn là chạy theo xin mà xin cho bằng được luôn nha các bạn. Cho nên bây giờ ảnh trở thành béo phì luôn. Tối chịu đăng. Dạ. Anh cũng có ông bà trong đây luôn. Tối lên nữa coi. Rồi quay luôn đây. Đó. Này mới chùm này. Đây đó. Quăng xuống cái đó thôi. Zoom lại cho nó sáng lên đó. Con này nó dữ lắm. Wow, xa quá nó hơi mờ. Rồi, chào cái gì, chào đi. Ừ. Rồi. Đi đừng đứng con này, nó bự lắm. Ghê quá, nó nhảy lên nó gào. Chỗ nào mà có người cho mấy anh ăn là mấy anh tụ lại chỗ đó, tụ lại chỗ này đây. Thôi kêu khỉ xác vô hả? Trời, con lo con đi con. Con đứng xác vô là được rồi. Khỏi kêu khỉ. Không có ai cho ăn là mấy anh không thèm ra đâu. Rồi. Thì tối nay về coi. Dạ.